Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 57 Chủ giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không Từ gian ngày 23 tháng 8 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Hôm qua tôi nhận được thư của đồng tu từ Đại Lục gửi đến nói với tôi ở đại lục có người bán chứng điệp quy y có lẽ những người này lấy những chứng điệp quy y của chúng tôi rồi in ra ở trung quốc đại lục đây là hàng nhái nghe nói giá tiền là 10 đồng 20 đồng 50 đồng 100 đồng giá cao nhất bán đến 200 đồng đến ba trăm đồng cơ à giá từ ba mươi đồng đến ba trăm đồng hy vọng các bạn sau khi trở về trung quốc thì nói cho mọi người biết đi là giả cả đời tôi xưa nay chưa hề làm công việc kinh doanh buôn bán toàn bộ sách mà chúng tôi in toàn bộ đều là biếu tặng kết duyên tuyệt đối không bán một xu nào băng điểm mà chúng tôi ở đây lưu hành như băng từ băng ghi hình đĩa vcd đều là hoàn toàn miễn phí tuyệt đối không thu một xu nào của ai nếu có người thu tiền thì phải hiểu rằng đó là giả chắc chắn không phải thật có thể báo cảnh sát địa phương để cảnh sát đến xử lý họ. Phạm có sự việc này thì tuyệt đối không phải thật. Sư nay tôi cũng không hề phái người đến Trung Quốc đại lục để truyền giáo, không hề có việc này. Nếu có những sự việc này thì đều là giả, chắc chắn không phải thật. Mọi người gặp phải sự việc này, gọi điện gửi thư đến đây cũng rất tốt nhưng phương pháp tốt nhất là báo cho cục công an và cục tôn giáo hiệp hội phật giáo nơi đó biết họ sẽ xử lý những sự việc này vì đây là vi phạm pháp luật hôm nay chúng ta nói đến việc này đi là tham dục đi đều là tham dục đang quý phá Ngàn ngữ thường nói Cây cao thì đón gió Vì có hư danh như vậy ở bên ngoài Nên có rất nhiều người mượn danh nghĩa này Để lừa gạt đại chúng Lừa gạt tín đồ Và đặt điều sinh sự phỉ bán Giảm mạo nói là đệ tử của pháp sư Tịnh Không hoặc là pháp sư Tịnh Không phải đến đi là lừa gạt chúng sanh. Tôi thấy sự việc như thế này không phải là ít. Đi toàn là vi phạm pháp luật. Những việc như bị bán. Thậm chí là hãm hại, chúng ta có thể không cần quan tâm. Chúng tôi hoàn toàn không phản ứng. Chúng tôi không hề phản ứng. Vì phản ứng thì nhất định là sai lầm. Gọi là có tật giật mình. Khi bạn phản ứng, bạn muốn đi biện bạch, vậy thì bạn có tật giật mình rồi. Tôi không có việc này, mặc cho họ vị bán. Phật Bồ Tát biết Họ tạo tội nghiệp Thì không trốn khỏi nhân quả Dạng Pháp dai không Nhân quả bất không Người sống ở đời Trong Kinh điển Phật Thường nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe chúng ta được thân người được nghe Phật Pháp đó là do có chút thiện căn cần phải cố gắng bồi dưỡng thiện căn này trong bộ kinh này Phật nói rất hay Bồ Tát ngày đêm tưởng niệm thiện pháp tư duy tiện pháp quán sát tiện pháp chẳng để mảy may bất tiện xen tạp lời khai tị này thật quý báu tôi không những trong đời này không nghe ngóng chuyện của người khác chuyện không liên quan đến tôi tôi nghe ngóng họ làm gì Người ta đến nói với tôi việc tốt của người khác. Nói việc tốt thì tôi nghe. Tôi hoan nghĩ. Nói việc xấu thì tôi lập tức ngăn lại. Tôi không nghe. Bạn muốn nói thì hãy đi nói với người khác. Vì sao vậy? Chúng ta giữ gìn tâm thanh tịnh. gìn giữ tâm cung kính. Đây là tánh đức. Tuyệt đối không để cho ô nhiễm người ta nói người nào đó vì bán ngài ra sao họ nói hai câu tôi liền không cho họ nói nữa chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ việc tốt mà người khác đối với chúng ta điều này tốt làm thiện với người thì bản thân chúng ta tự tại biết bao an lạc biết bao hạnh phúc biết bao trong một đời không có quan gia không có người đối đầu cho dù có quan gia đối địch nhưng đó là bên phía họ nhưng do họ hiểu lầm chúng ta ta không hiểu lầm về họ họ có ý đối địch với ta ta dùng tiện ý đối với họ đời này không biết thì đời sau biết đi là học Bồ Tát. Cổ Thánh tiên hiền tường dạy chúng ta nhân giả vô địch. Nhân giả là cách xưng hô trong Phật Pháp đối với Bồ Tát, người nhân từ. Thì trong tâm không có quan gia, không có đối địch. Vậy mới là nhân từ. Bạn còn có người này làm khó ta, người kia đối với ta không tốt, là do chính bạn không dân từ. Chúng ta học Phật chỉ ít phải hiểu được điểm này, phải nghiêm túc học tập. Sinh tử là việc nhỏ. Người ta xem sinh tử là việc lớn, nhưng chúng tôi nhìn thấy sinh tử là việc nhỏ nhưng quả mới là việc lớn. Chết rồi không phải là mọi thứ đều hết mà còn có đời sao? Chúng ta đời này dùng tâm chân thành, cung kính đối nhân sự thế tiếp vật mà vẫn gặp phải lời vị bán không tốt thì chúng ta phải sám hối. Ta trong đời quá khứ tạo nghiệp bất tiện trong đời này không tạo nhưng trong đời quá khứ đã tạo nghiệp bất tiện nên mới chiêu cảm đến quả báo bất dư ý này bản thân chúng ta hiểu rõ nên khi nghịch cảnh đến thì vui vẻ tiếp dẫn vậy là đã xong rồi nợ đã hết lần sau gặp lại thì là bạn bè tốt nhất định không được quan quan tương báo quan quan tư báo thì không bao giờ dứt. Đó là sai lầm nghiêm trọng. Những người làm sàng làm bậy bước tiền trong thế gian. Vì sao mượn danh nghĩa ra bên ngoài khuynh hoang lừa bịp vậy? Đó chẳng phải là vì tâm tham sao? Tham tài, tham danh, tham lợi, cho nên người ta vừa nhắc đến Chúng tôi liền biết ngay Họ nói với tôi những chuyện này Tôi liền viết thư nói với họ Sự việc này đừng tìm đến tôi Tôi không quản nổi Những việc thế này đều có thể xảy ra khắp nơi Cho nên khi gặp phải những việc này hãy tìm công an Ở nước ngoài thì tìm cảnh sát Đến để xử lý Tìm cục tôn giáo Hiệp hội Phật giáo Vậy mới đúng Vẫn có rất nhiều đồng tu Thường viết thư cho tôi Họ muốn xây đạo tràng Xây làng Di Đà Đây là việc tốt Nhưng điều quan trọng nhất của đệ tử Phật là trì giới. Nếu giới mất đi rồi thì Phật cũng không còn nữa. Nhà nho gọi là thủ lễ, không có lễ thì nho cũng không còn nữa. Nhất định phải biết điều này, nhất định phải trì giới. Ý nghĩa của trì giới tôi đã nói rất nhiều. Nói theo hiện nay thì trì giới chính là tuân tụ pháp tắc. Phải tuân tụ phương pháp mà Phật đã dạy chúng ta. Trong Kinh Phạm Võng, Phật đã nói với chúng ta hai câu. Câu thứ nhất là không làm quốc tạc. Người Trung Quốc thường nói là không làm hán gian. Tuyệt đối không làm những việc tổn hại đến quốc gia của mình. Tuyệt đối không được làm những việc tổn hại xã hội. Muốn xã hội tường hòa thì giữa người với người phải chung sống hòa thuận. Nếu có bất hòa thì chúng ta phải hòa giải. Dứt khoát không được ở trong đoàn thể hòa thuận mà gây chia rẽ, suối dục, ly gián. Tội này rất nặng. Phần trước chúng tôi đã nói, đi là nói ly gián. Quả báo ở địa ngục kéo lưỡi người làm những sự việc này bề ngoài nói họ là tín đồ phật giáo nhưng trên thực tế họ không hiểu phật giáo họ không tin nhân quả báo ứng nên họ mới dám làm nếu bạn thật sự hiểu rõ bạn thật sự tin nhân quả báo ứng không hề sai chạy thì gợi tâm động niệm tự mình sẽ biết kiềm chế chắc chắn không dám làm sàng làm bậy chúng ta cố gắng tận dụng thời gian ngắn ngủi của đời này mà tu hành đại đạo để tiền đồ của mình sáng sủa đời sau của ta sẽ tù thắng hơn đời này chí ít cũng phải tù thắng gấp 10 lần trở lên thì đời này của ta mới không uổng phí gặp được pháp môn tịnh độ mà không thể giảng sanh tịnh độ thì oan uổng rồi thật sự giảng sanh tịnh độ thì siêu việt hơn đời này gấp ức dạng lần cũng không hết Chúng ta nên làm việc này Muốn làm được việc này Thì nhất định phải tuân thủ Lời giáo huấn của Phật Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương cực lạc Là nơi những người tượng thiện Cùng tụ hội một chỗ Bản thân chúng ta ở trong đời này Phải tu đến tượng thiện Thì chúng ta mới có tư cách Gia nhập câu lạc bộ của thế giới cực lạc Những người ở đó đều là người tượng thiện chúng ta niệm phật tốt đến đâu tính nguyện hạnh đều đầy đủ nhưng nếu tâm hạnh bất tiện thì không thể giảng sanh trong kinh điển đại đức xưa nói rất rõ ràng đức sáng tỏ tâm tịnh thì cõi phật tịnh điều kiện đầu tiên để giảng sanh thế giới tây phương cực lạc là tâm tịnh thanh tịnh thanh tịnh chính là thuần tiện cho nên người khác vị bán chúng ta chúng ta chấp tay niệm a di đà phật chúng ta cảm kích họ vì sao họ tiêu tay thay cho ta Họ tạo tội nghiệp để tiêu tai thay cho ta Sao ta có thể không cảm ơn họ được Sao ta có thể oán hận họ Nếu ta oán hận họ Thì lỗi lầm của ta sẽ nặng Người ta bất chấp nguy hiểm Đọa ba đường ác Để tiêu tai Tiêu nghiệp chứng cho chúng ta Sao chúng ta Có thể không cảm kích họ được ta dùng công đức tu tích của ta hồi hướng cho họ. xuất phát từ tâm chân thành. người rõ lý mới biết làm mới có thể làm được. người không rõ lý có tâm oán hận thì không được. tâm oán hận là nghiệp nhân có ba đường ác. tâm từ bi là nghiệp nhân của Phật Bồ Tát phải đem tham sân si chuyển thành đại từ đại bi phải đem tham sân si chuyển đổi thành trí tuệ chân thật vậy chúng ta đời này mới thực sự được độ thực sự có phận nắm chắc một mảy may hoài nghi cũng không có thì tiền đồ là một vùng quang minh sáng lạng Mười pháp giới, mười con đường bày ra trước mắt, bạn chọn con đường nào? Phật nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều có nhân của mười pháp giới. Duyên hiện nay bày ra trước mắt, bạn chọn duyên nào? Nhân nào đã chín mùi? thật sự là người thông minh có trí tuệ có tiện gan có phước đức sẽ chọn con đường thành phật tại sao không đi làm phật muốn làm phật thì những lời mà phật nói chúng ta phải hiểu Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Hạnh mà Phật dạy chúng ta Thì chúng ta phải cố gắng làm Bộ kinh này vừa mở đầu Đã nói rõ với chúng ta Tất cả Pháp Từ tâm tưởng sanh Tại sao không nghĩ thiện Mà lại nghĩ ác bạn muốn làm ác Tham muốn danh danh lợi dưỡng thế gian Bạn có thể tham muốn trong thời gian bao lâu Sự hưởng trụ ngũ dụng lục trần Ở thế gian này Bạn hưởng được mấy ngày Dù cho bạn sống đến 100 tuổi Cho bạn hưởng trụ 100 năm 100 năm thì không thể so với Vui lượng kiếp rồi Thời gian hưởng thụ ngắn ngủi như vậy Đọa lạc ba đường ác Thì vô lượng kiếp cũng không thể chuyển thân Người như vậy là ngốc Mê hoặc rồi Thật sự không biết được lợi hại Chúng ta có thể xả bỏ Tất cả ác nghiệp không nhớ ác cũ, không ghét người ác. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, thì một đời này chúng ta thoát khỏi sáu cõi, thoát khỏi mười pháp giới. Điều kiện này chính là điều kiện để thân cận A-di-đà Phật. Tại sao chúng ta không làm? khắc phục tập khí viện não của chính mình là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt của chúng ta. Ngày nay tu học Phật Pháp không cần biết quá nhiều. Nắm được vài câu giáo huấn của Phật phụng hành cả đời thì chúng ta sẽ thành công. Tôi đã giảng kinh trên buộc giảng 41 năm. Tôi quy nạp tinh túy của Phật Pháp Đại Thừa, viết thành 20 chữ. Chúng ta thực sự làm được 20 chữ này thì chắc chắn giảng sanh tịnh độ. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác tâm từ bi đây là tâm bồ đề nếu nói tâm bồ đề thì mọi người khó hiểu cách nói này của tôi thì mọi người dễ hiểu đối với tất cả mọi người đối với bạn bè thân thích phải chân thành đối với quan gia trái chủ cũng chân thành người hãm hại ta sát hại ta ta chỉ có một lòng chân thành đối với họ vĩnh hằng bất biến đường ta đi là phật đạo mạng sống này là giả không phải thật tâm chân thành vĩnh viễn không được thay đổi hãy thay đổi lập tức liền đọa lạc. Chúng sanh sáu cõi dùng tâm hư ngụy không phải chân thành. Tâm nhiễm ô không phải thanh tịnh. Tâm cao thấp không phải bình đẳng. Tâm ngu si không phải giác ngộ. Tâm tự tư tự lợi không phải từ bi. cho nên từ tập khí phiền não chuyển ngược trở lại chính là tâm đại bồ đề đối nhân sự thế tiếp vật chúng ta sống đời này như thế nào nhìn thấu buông xuống nhìn thấu là mọi thứ đều tường tận mọi thứ đều kiểu rõ dinh từ phật pháp gọi là tánh tướng, xử lý, nhân quả đều kiểu rõ ràng, tường tận, sáng tỏ. Đó gọi là nhìn thấu. Buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn tự tại biết bao. Ở thế gian này, chúng ta không tranh với người, không cầu nơi đời. Người ta tranh, chúng ta nhường. người khác tiếng chúng ta lùi đi là thái độ sống làm việc đối nhân xử thế mà chư Phật Bồ Tát bậc thánh hiền dạy chúng ta Vậy thì đời sống của chúng ta bền tự tại, vui vẻ. Tự tại thì nhà Phật gọi là giải thoát. Tùy duyên chứ không phan duyên. Hay nói cách khác, ở thế gian này, chúng ta ở đâu cũng là bị động chứ không chủ động. Chủ động là chúng ta phải làm thế nào, thế nào đó, bạn liền có phiền não. Tùy duyên thì không có phiền não. Có cơ hội thì chúng ta phải làm. Không có cơ hội, chúng ta càng vui vẻ, chúng ta du sự. Lần trước, phó hội trưởng đao của nghiệp hội phật giáo trung quốc đến nơi đây nói với chúng tôi muốn hợp tác thành lập lớp bồi dưỡng chúng tôi cũng rất hoan nghỉ chúng tôi tùy duyên Nếu không làm thì sao không làm thì chúng tôi sẽ càng hoan nghỉ việc của chúng tôi càng ít thì thời gian an nhàn càng nhiều chẳng phải càng hoan nghỉ hơn sao Hiện nay, lớp bồi dưỡng này chính thức được nhà nước phê chuẩn. Phê chuẩn rồi thì mọi người đều phải bận. Mọi người phải dứt giả nhiều một chút. Dứt giả này tốt, báo ân Phật. Thật sự là kệ hồi hướng mà chúng ta niệm mỗi ngày thành hiện thực rồi. Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Có duyên này thì chúng ta phải tận lực mà làm Không có duyên này Thì tuyệt đối không miệng cưỡng Bạn sẽ được đại tự tại Thân tâm an lạc Sau cùng tổng kết quy về niệm Phật Nhất định niệm Phật cầu sanh tịnh độ Tâm của chúng ta với tâm của Phật giống nhau Hành của chúng ta với hành của Phật giống nhau Dùng công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ Thì đâu có đạo lý nào mà không giảng sanh Những điều tôi học trong đời này là hai mươi chữ này Vậy người khác cũng là hai mươi chữ này hai mươi chữ này tôi nhớ trước đây đã từng dặn qua một lần rồi đây là pháp yếu truyền tâm của phật pháp đại thừa các vị thật sự hiểu rõ ràng hiểu sáng tỏ rồi các vị đến singapore chuyến này là không ổn công chúng ta nhất định phải nhớ kỹ nhận được điều mà người khác không thể nhận chúng ta phải nhận được làm việc mà người khác không thể làm việc mà người khác không chịu làm chúng ta làm việc người khác không thể nhận chúng ta nhận được những việc chúng ta làm là lợi ích xã hội lợi ích chúng sanh dứt khoát không vì chính mình mời mở kinh tập thiện nghiệp đạo trang thứ mười hàng thứ nhất lại nữa long vương nếu lìa tham dục thì được thành tựu năm loại tự tại những gì là năm một ba nghiệp tự tại các căn đầy đủ điều này phần trước tôi đã nói rồi nghĩa lý này cảnh giới sâu rộng vô cùng có thể nói là vĩnh viễn không thể nói hết phật nói bộ kinh này bộ kinh này không dài trong cuốn sách nhỏ này của chúng ta kinh văn chỉ chiếm một nửa nhưng đó là lời giáo huấn căn bản của thế tôn đối với tất cả chúng sanh nếu không nghiêm túc tu học từ trên căn bản tuy pháp môn trong phật pháp rất nhiều nhưng bất kể tu học pháp môn nào cũng không thể thành tựu đây chính là điều mà mọi người chúng ta đều nhìn thấy người tu hành tiền nhiều mà người thành tựu thì ít đặc biệt là thời cận đại nhân tâm không có chỗ về người không có chí hướng rất dễ bị cám dỗ bèn đọa lạc ngay trước đây có cũng không phải tiểu số nhưng cũng không quá phổ biến hiện nay có thể nói là vô cùng phổ biến trong một dạng người mới có một hai người không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ không đọa lạc là vô cùng hiếm có cho nên quan sát từ chỗ này thì chúng ta đối với điều mà người phương tây gọi là ngày tận thế thì có thể tin được bộ kinh này nói cho chúng ta biết đạo lý lớn chân thật về nhân quả người sống ở đời phật nói cho chúng ta biết có hai loại người loại người thứ nhất là phàm phu sáu cõi quá khứ tạo nghiệp thì đời này đến thọ báo cho nên Phật nói ở trong kinh là đời người trả nghiệp trong đời quá khứ bạn tu phước thì đời này đến hưởng phước trong đời quá khứ bạn tạo tội nghiệp tạo ác nghiệp thì đời này đến chịu khổ, chịu nạn. Đây là phàm phu. Loại người thứ hai là bậc đã giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để làm gì? Để cứu khổ, cứu nạn. Người cứu khổ, cứu nạn còn chịu khổ nhiều hơn người thông thường chúng ta các ngài đến thị hiện đến làm tấm gương cho chúng ta thấy xả mình vì người thế gian này có hai loại người như vậy chúng ta thuộc loại nào đương nhiên chúng ta là thuộc về nghiệp báo chúng ta là phàm phu nhưng hôm nay chúng ta hiểu rõ Hiểu tường tận rồi Nghiệp báo có thể chuyển biến Nếu tim nghiệp lực chuyển thành nguyện lực Thì người này là chuyển phàm thành thánh Người này với chư Phật Bồ Tát Thừa nguyện tái lai là không hai không khác đây chính là tu bồ tát đạo mà chúng ta thường nói tu đạo thành phật có thể nói đạo thành phật quá khó chúng ta nghiệp chứng sâu nặng chúng ta không có năng lực để học Quan niệm này Phật nói rất rõ trong Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói về biên địa nghi thành. Tại sao lại sanh đến biên địa? Có hai nguyên nhân. Một là có hoài nghi đối với trí tuệ viên mãn dạng đức dạng năng của Phật. hay là thiếu tính tâm đối với bản thân. Nhưng nếu rất nghiêm túc nỗ lực niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, thì họ vẫn được sanh tịnh độ nhưng sanh vào biên địa phật đến thế gian này giúp chúng ta điều gì chúng ta phải hiểu rõ chính là giúp chúng ta chuyển đổi từ nghiệp lực thành nguyện lực chính là việc như vậy Cách chuyển như thế nào? Lý luận của việc chuyển đổi trong tất cả kinh luận đều nói rất nhiều, rất nhiều. Bạn có thể chuyển được bao nhiêu? Chuyển đến trình độ như thế nào? Đó là do công phu của chính bạn. Bản thân bạn thật sự y giáo phụng hành nghiêm túc nỗ lực sửa đổi tập khí trừ bỏ phiền não y giáo phụng hành thì bạn chắc chắn chuyển được trong cửa nhà phật có cầu tất ứng khi tôi mới học phật vừa vào cửa phật đại sư chương gia đã dạy những đạo lý này cho tôi những vị này không phải người phàm đối với người thông thường vừa tiếp xúc thì các vị biết ngay không những đại sư chương gia vì sao Ngài Cam Châu cũng nói với tôi Cam Châu là học trò của Đại sư Chương Gia Họ ở sau lưng tôi Đều phi bình tôi Vào từ đó tôi chưa xuất gia Họ đều gọi theo tên của tôi Anh họ từ đó là người rất thông minh Đáng tiếc không có phước báo Đầy đoạn mạng Đây là sự thật Không hề giả dối chút nào không có phước Chuyển thành có phước Không có tọ mạng Chuyển thành có tọ mạng Chuyện thế nào vậy? Đoạn ác tu tiện Đạo cư sĩ Lý Bình Nam nói rõ ràng hơn, thú triệt hơn. Trong số các học sinh chúng tôi, thầy thấy người nào diện mạo rất bạc phước. Chúng ta thông thường gọi là tướng đoạn mạng. Tướng không có phước báo, thì thầy khuyên họ học giảng kinh. Thầy Lý nói với học sinh chúng tôi, công đức giảng kinh là lớn nhất, chuyển nghiệp lực nhanh nhất. Sau này Chúng tôi đã hiểu rõ vì sao Vì giảng kinh là thay Phật thuyết pháp Phật không còn ở thế gian này Người nào thuyết pháp vậy Những người phát tâm Thay Phật thuyết pháp Những người thay Phật thuyết pháp này Được trí tuệ của Phật Được thọ mạng của Phật Phật vô lượng thọ Phước báo của Phật quá lớn đây là hoàn toàn chuyển đổi nghiệp lực của mình rồi đem thâm tâm này phụng trần xác đây mới gọi là báo ân phật chúng ta có phải mong cầu thọ bạn hay không không mong cầu thọ bạn dài hay ngắn không quan trọng trường thọ, đoạn thọ là một không phải hai. Vấn đề là trong một đời này phải đạt được thành tựu. Thành tựu gì vậy? Chấm dứt sinh tử ra gọi tam giới là thành tựu. Có thể giảng sanh tịnh độ thân cận A-di-đà Phật đây là thành tựu đệ nhất tất cả chư vật đều tán thán. Chúng ta làm sao đạt được xả mình vì người? Vì Phật Pháp, vì chúng sanh, mình không biết giảng kinh. Chỉ cần phát tâm thì tam bảo sẽ gia trì, chẳng phải bạn giảng. Tôi thường nói và đã nói rất nhiều năm, đem thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn dùng tôi chịu cho mượn còn các bạn không chịu cho mượn nên buộc giảng không phải tôi nói mà là chư phật bồ tát nói tôi đem thân tỷ này khiến dân cho phật bồ tát cho các ngài mượn dùng chúng ta nên phát tâm nguyện này phải hiểu được đạo lý này phải hiểu rõ chân tướng sự thật này đối với bản thân tỳ xả cho thật sạch sẽ khôi phục tâm thanh tịnh khôi phục đến thanh tịnh tịch diệt càng thanh tịnh càng tịch diệt thì sức mạnh gia trì của chư Phật Bồ Tát càng rõ rệt càng thù thắng nếu trong tâm chúng ta có nghi hoặc có vọng tưởng có phân biệt lại cộng thêm chấp trước thì phật bồ tát muốn gia trì cũng vô phương không gia trì được nhất định phải biết đạo lý này. Được thân người nghe Phật pháp là thù thắng không gì bằng. Hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi này, vĩnh diện thoát khỏi luân hồi. Chúng ta hãy tự nghĩ, chư Phật Bồ Tát có nguyện lực gì? Tâm nguyện của các Ngài là gì? một mảy may ý niệm tự tư tự lợi cũng không có nguyện lực của phật bồ tát là rộng độ chúng sanh hy vọng mỗi một chúng sanh nhanh chóng thành phật hoàn toàn không mong muốn bạn đến bao nhiêu kiếp gì sau mới thành phật vì thì đâu phải từ bi phật là dạy chúng ta lập tức liền thành phật chúng ta có thể lập tức thành phật hay không đáp án là chắc chắn tại sao bạn không thể thành phật vậy vì không tin không tin năng lực của phật không tin chính mình có thể thành phật hơi bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ một chút thì lập tức đọa lạc lập tức thoái tâm lập tức đổi tâm rồi vậy mới chiêu cảm đến luân hồi nhiều kiếp vì sao người trên thế gian ngày nay dễ dàng thay đổi tâm vì sao dễ dàng đọa lạc như vậy vì đã mất đi giáo dục thánh hiền tại sao người thời xưa có thể gìn giữ được vì từ nhỏ được tiếp dựng giáo dục luân lý đạo đức. Công năng của giáo dục luân lý đạo đức nói thật ra là ngăn ngừa chúng ta đọa lạc. Giúp chúng ta thăng hoa. Một trăm năm gần đây đại chúng xã hội lơ là rồi tất cả hướng về danh lợi tôn dùng tranh danh đoạt lợi cho rằng đạo nghĩa là thứ của xã hội cũ xã hội ngày nay không cần nữa ngũ luân bát đức trung hiếu nhân ái hiện nay không cần nữa đã đem bỏ vào trong sọt rác hết người hiện nay cần gì vậy họ cần danh cần lợi trong suy nghĩ của người hiện đại đều là phóng túng dục vọng tranh lợi người trên toàn thế giới đều phóng túng dục vọng và tranh lợi chúng ta nhìn thấy thì nên nhanh chóng rời khỏi nơi này lời cổ nhân nói có đạo lý nước nguy nan đừng ở nước loạn lạc đừng vào hiện nay địa cầu này đã nguy lại còn loạn người thông minh phải nhanh chóng nghĩ cách di dân di dân đến nơi nào vậy di dân đến thế giới cực lạc cho nên chúng ta sống ở thế gian này đối với thế gian này không mảy may lưu luyến lúc nào cũng muốn đi lúc nào đi cũng được thân tỷ này còn ở tại thế gian vẫn chưa đi là vì sao vậy vì vẫn còn vài người có duyên Sao gọi là có duyên Đối với Phật Pháp có thể tin Có thể hiểu, có thể hành Đây là có duyên Chúng ta giúp đỡ những người có duyên này Cùng nhau đến thế giới cực lạc Trong kinh Luật thường nói Phật không độ người không có duyên Quý vị phải hiểu rằng có duyên chính là người Trung Quốc gọi là hiếu học. Hiếu học chính là có duyên. Trong kinh luật thường nói, thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Người này là có duyên. Nếu như thọ trì độc tụng, không vì người diễn nói, đi là tiểu thừa. Vì người diễn nói chịu giúp đỡ người khác Đây là đại thừa Nhưng quý vị nên biết Nếu không có bốn chữ Vì người diễn nói này Thì có thể giảng sanh thế giới cực lạc hay không? Không thể Vì sao vậy? Họ là tiểu thừa Hàng tiểu thừa không thể sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Chúng ta cũng nhìn thấy Có một số cụ ông, cụ bà Niệm vật giảng sanh tướng lành hiếm có Họ không có gì người diện nói Sao họ có thể giảng sanh? Chúng ta phải hiểu rằng Họ không có duyên gì người diện nói Ngày nay gọi là họ không đủ điều kiện Chứ không phải họ không có tâm nguyện Họ có tâm nguyện Nhưng họ không có điều kiện Cho nên họ vẫn có thể giảng sanh Có điều kiện Mà không có tâm nguyện này Thì không thể giảng sanh Mỗi một người giảng sanh Đều là tâm đại thừa Đều là tâm đại bồ đề Người có tâm đại bồ đề thì niệm niệm đều muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tuy không thể dạng kinh thuyết pháp cho mọi người, nhưng khi gặp người đều khuyên họ niệm a di đà Phật, vậy là được rồi. Chẳng phải là nói, khi gặp người thì không thèm quan tâm. Bản thân ta niệm a di đà Phật, mặc kệ họ, ta đến thế giới cực lạc, mặc cho họ đọa lạc. Người như vậy không thể giảng sanh. Gặp người đều khuyên niệm a di đà Phật, người này chính là Bồ Tát có thể tìm đạo lý phương pháp niệm phật giảng rõ ràng giảng sáng tỏ thì càng tốt càng tù thắng hơn cho nên không thể không phát tâm bồ đề đây gọi là tâm bồ đề giúp đỡ người khác thì không thể không làm ra tấm gương tốt người khác không chịu làm nhưng ta phải làm quyết không được gì bản thân. Trong khúc lễ, sách lễ ký của nhà nho dạy chúng ta, an ổn nhưng có thể dời chỗ. Đây là gì vậy? Bạn có phước báo. Thân bạn an, tâm cũng an. Bạn có thể sống những ngày tháng rất thoải mái, rất tự tại, Tiếng người khác có đau khổ, ta phải từ bỏ chỗ an ổn của mình. Mà buông ba vì người khổ nạn. Không thể nói hoàn cảnh đời sống này của bản thân ta vô cùng an nhàn. Tại sao ta phải từ bỏ? Tại sao ta phải sống những ngày tháng khổ sở? Sống những ngày khổ sở mà người ta chịu nghe mình vậy thì cũng còn tốt. Nếu không nghe vậy thì chẳng phải mình bị thiệt rồi sao? Người ta chịu nghe thì mình phải dạy, không nghe cũng phải dạy. Cổ nạn như thế nào, bị dạy dò như thế nào cũng phải chịu. Xả mình vì người. Do đó, chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này đây là xả ly tham dục cũng chính là từ bỏ sự an lạc của mình quả báo của bạn là loại thứ nhất trong năm loại tự tại là tam nghiệp tự tại tam nghiệp là thân ngữ ý Thân không bệnh thì thân tự tại. Khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý nghiệp tràn đầy trí tuệ. Không sanh phiền não. Đây là tam nghiệp tự tại. Các căn đầy đủ là thân tệ khỏe mạnh, không bị khiếm khuyết. Đây là phước báo đứng hàng đầu. Nhà Phật gọi là thanh phước, chính là tám chữ này. Đoạn này chúng tôi dạng đến đây. Ngày mai giảng tiếp cho quý vị loại tự tại thứ hai là tài vật tự tại. Có cầu tất ứng Hôm nay chúng ta dạng đến đây Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này đồng san gọi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thì quan